夹机，不敢叹息，请不要话我不应该，不应该，竟把我有多逼挤，多逼并肩，无论多艰巨都并肩出力，问谁能共你那样全面地认识，没有半分空间。不可以揀，哪里会知惨，便就是更不可解释，解释当中又有不少可以珍惜。纷争无数次纷争当中，你我亦共识，怎可能有意失了色。难道你前身与我是对小夫妻，或者好友合作打江山，真诚结合难人道。Đừng tự gạt mình nữa. Em biết anh vẫn còn yêu em phải không? Tôi anh đã chọc ghẹo chị dâu. Anh đang nói sao với tôi đây? Anh Dũng, anh Thông, anh có biết đây là điếu thuốc duy nhất tôi để lại làm kỷ niệm tôi bỏ thuốc đã thành công hay không vậy? Trả cho anh nè. Đã hút rồi. Sao vậy? Sau khi gắn rèm cửa sổ giùm tôi rồi, Phùng Liên không có đãi ăn cơm ăn canh gì không, hay không, sao? Không, không ăn cơm, không ăn cơm. Chắc anh sợ cô nam quả nữ ở chung một nhà chứ gì. Trời, dĩ nhiên không phải rồi, sợ gì chứ. Nhưng ba chuyện hút thuốc cũng lạ quá chứ. Đã nói là bỏ không hút nữa. Nhưng một khi thấy ghiền quá cũng mặc kệ, điếu thuốc của ai cũng cầm lên hút. Lên hút. Hút rồi lại hút. Phải, chắc vậy. Tôi hiểu mà. Vì Tiểu Thiện thấy tôi và Phụng Ly đám cưới nên khiến cổ muốn đám cưới đến biểu lộ ra luôn. Nhưng mà trong lúc này anh chỉ lo trừ gian diệt bảo thay trời hành đạo, cho nên chưa muốn bàn đến chuyện này. Nhưng lại không biết làm sao để giải thích với cổ, có phải không? Đối mặt với những vấn đề này, việc duy nhất mà đàn ông có thể làm là hẹn. Hẹn cổ hết ngày này rồi đến ngày khác, để mỗi khi đến những ngày lễ lộc, họ chỉ nhớ đến yêu đương rất lãng mạn, còn đám cưới là đáng sợ, khiến họ quên hẳn chuyện đám cưới. Nhưng mà người đàn ông mà hứa hẹn càng lâu càng dễ làm chuyện có lỗi với người phụ nữ. Hãy thận trọng đó người anh em. Sao không gọi điện cho em? Cho em bất ngờ mà. Vì anh muốn ăn cơm với em. Được rồi, đợi em thu dọn đồ nha. Giờ đi đi. Vâng à, Mai Quỳnh và Sam Đen hình như không đủ đó. Dạ, để em đặt hàng cho. Chào chú Khang. Ý, chào Đông Trùng Thảo, lâu quá không gặp nha. Có trái cây gửi cho cô chú. Cảm ơn. Đông Trùng Thảo à, xem bà con Hồng Hào hình như không phải tới khám bệnh hả? Không phải, con đến khám bệnh
con đến thăm mọi người thôi. À, em rót tách trà cho anh. Cảm ơn. À phải, sao giờ này không thấy sếp Lâm tới đây vậy? Hả? À phải đó, có biết tụi nó làm sao không? Tôi hỏi Tiểu Thiện rồi nói chúng tôi đừng hỏi nhiều nữa. Cô không nói với cô chú sao? Nói gì? Nè, không phải tụi nó đã bỏ nhau chứ? Má cẩn thận. Chào thím. À, tới chơi hả? Châu à, em ngủ cái ngày trời, thấy tinh thần đỡ nhiều không? Em thấy còn nhức đầu quá. Tại chưa hết cảm gì bị cảm lạnh lắm. Được rồi. Phải đó, nghỉ ngơi nhiều chút đi. Em không sao. À, Đông Trung Thảo. Dạ. Có phải Gia Lạc gặp chuyện gì ở trong đó không? Dạ không có. Tiểu Thiện à, ngày mai anh và em đi đón Gia Lạc nha. Thôi khỏi, anh bận mà. Phải đó, có đi cũng lại xếp Lâm đi. Tiểu Thiện à, ngày mai má đi với con hả? Dạ khỏi đi má ạ, má không được khỏe, con không cho má đi. Phải đó, để Tiểu Thiện đón Gia Lạc được rồi, em nghỉ ngơi gì một chút đi. Ai, đừng nói tôi coi thường nó, chỉ sợ nó ngồi tù 3 tháng cũng không biết lỗi, chỉ có nước khổ thêm thôi. Nó biết lỗi rồi. Gia Lạc ra nông nỗi này, má cũng có trách nhiệm. Ngày mai má nhất định phải đi đón nó, sau này má sẽ quản thúc nó chặt chẽ hơn. Ừ. Happy, anh Quân biểu tao đưa mày đi tắm đó, tao hết các thứ xui xẻo. Tối nay đặt phòng karaoke mừng cho mày nữa. Được. Gia Lạc, Gia Lạc, con đi đâu vậy? Theo má về nhà, đi. Đừng có chơi với bạn xấu nữa. Về nhà mau đi. Lên, theo má về. Đứng nhà rồi. Đi. Vài ngày nữa con sẽ về. Mẹ, Gia Lạc. Phát tài, sao, phát tài. Để ổn đi. Nè, có thật là tối nay anh Quân sẽ gặp tao không? Phải, anh Quân nói là cho mày chơi vài bữa. Đợi mày nạp đủ pin rồi, giao cho mày một vụ rất ngon là. Có biết là vụ gì không? Đâu đâu có biết. Ê, gì? Đây là điểm bán thuốc lắc. Anh ba nói là cũng được bán ba thứ này mà. Tao nói cho mày biết nha, bây giờ đã là thế giới của anh Quân rồi, địa bàn này vững chắc rồi. Tao còn nghe nói ở đây rất dễ kiếm tiền, giống như trúng số độc đắc vậy đó. Biết. Anh Quân, anh Mát, anh Quân, anh Mát. Sao Happy, mấy hôm nay sữa bò tiếp đãi mày chu đáo không? Dạ tốt lắm, massage tắm hơi thứ gì cũng có. Dạ phải anh Quân. Cảm ơn anh Quân. Con người tao rất có uy tín, nếu mày được việc thì tao sẽ nâng đỡ cho mày, sau này mày quản lý địa bàn này. Cha đã quá. Anh đừng giỡn mà. Bộ giống giỡn sao? Sau này là thế giới của lớp trẻ rồi, nhưng mày ăn bận như vậy sao mà giống đề ca. Nè, lấy tiền đi mua sắm đi. Nè, cầm lấy. Cảm ơn anh Quân. Càng đã mà làm. Cảm ơn anh Quân. Happy, mày hên quá. À không phải, sao thì phải gọi là anh Happy mới đúng. Nè, mày bốc có vụ gì lớn cho tao tham gia có được không? Không thành vấn đề. Thằng anh hai, cái thằng Happy ngoài đó vừa mới ra tù, là cái thằng vô dụng mà anh lại giao nó quản lý chỗ này. Ai cũng biết nó vô dụng, nhưng bây giờ anh mới lên phải lấy lòng mọi người chứ. Hơn nữa chị hai của nó và đám cảnh sát rất có duyên, sau này không nhiều cũng ít sẽ giúp được việc. Cứ để nó vui vẻ một chút đi. Vậy cũng được. Điều quan trọng bây giờ là giải quyết vụ cáp trai. À phải, bên phía Hồ Nam sao rồi? Lâu nay cáp trai và bên Hồ Nam đều có giao dịch. Bọn Hồ Nam thấy cáp trai đang cần hàng cho nên không ai chịu xuất. À phải anh hai à, cáp trai không phải là thứ hiền đâu. Chúng ta không tìm được số hàng thì phải làm sao đây? Không tìm được cũng ráng, bất quá tăng giá tiền lên, hy vọng họ sẽ nể mặt đồng tiền. Còn phía Liên Mậu Lâm thì sao? Không lẽ chúng ta phải bồi thường 50 triệu cho ổng? Dĩ nhiên là anh không muốn bồi thường rồi, nhưng bây giờ tình trạng căng thẳng, tình hình bây giờ không muốn xin thêm chuyện nữa. Bây giờ anh đang nghĩ cách đi. Vậy là chị hai. Nè, đâu còn gì để nói nữa. Em tỏ thái độ gì vậy? Theo chị về nhà. Chị hai của anh dữ quá à. Nè, đây là chuyện gia đình, đi đi. Gia Lạc, Gia Lạc, Gia Lạc à. Nè, chị làm cái gì vậy? Không biết chị làm sao nữa. Vài hôm nữa thì em về. Ủa lúc nào cũng coi em là tội phạm, bắt em về xử. Chị hai cậu muốn tốt cho cậu thôi. Ba ngày nay em không về nhà, má nhớ em đến nỗi bị bệnh luôn đó. Chị là bác sĩ mà. Vậy chị chữa cho má hết bệnh đi. Em vào tù vài tháng là vì cái gì? Chính là đợi lúc ra để mà làm ăn. Làm ăn?
Nếu em lên người một chút, sống nghèo khổ má cũng chịu nữa. Em hãy để cho má sống yên ổn đi có được không? Được. Địa bàn này á là do em quản lý, chị hãy nói cho má biết đừng lo. Mỗi tháng em sẽ đưa tiền cho má xài. Thật ra cậu không biết tình thế bây giờ, Dịch Quân đã phản tốt ba. Hắn chỉ muốn lợi dụng cậu để làm chuyện phạm pháp. Lãng xẹt. Người nào tốt với tôi thì người đó chính là đại ca. Sao đây sếp? Tôi đưa tiền cho người nhà xài cũng phạm pháp hả? Thằng này hết thuốc chữa rồi. Cháy nhà, cháy nhà. Tôi lấy bị cháy rồi kìa. Cháy kìa. Hả? Anh Quân, có chuyện gì? Có người phóng hỏa phòng toilet di dập tắt rồi. Kẻ nào làm gì? Thằng đó bỏ trốn mặt cửa sau nên không biết là ai. Gọi là vụ gì? Theo tao. Alo. Sao hả Dịch Quân? Ở đó có đông vui không? Cách trai. Anh muốn sao? Tôi muốn nhắc nhở anh, 10 ngày nữa tôi sẽ nhận số vũ khí. Nếu không thì không chỉ đốt địa bàn của anh, anh kêu người chuẩn bị nhận xác anh luôn đi. Mở disco mà bị người ta phóng hỏa, và là theo bọn của Dịch Quân, sao mà làm người tốt được? Dịch Quân là tên du côn, không nghĩ đạo nghĩa giang hồ. Gia Lạc theo hắn chỉ có con đường chết. Anh phải bắt hắn chịu tội trước pháp luật, Gia Lạc mới có cơ hội quay trở lại. Em yên tâm, anh nhất định sẽ bắt được hắn. Tôn Trùng Thảo, anh luôn giúp Gia Lạc, ngoài việc bản thân mình là cảnh sát, còn nguyên nhân nào khác không? Vì em đó, em là chị hai của Gia Lạc mà. Còn gì nữa? Cũng vì em đó, em là bạn gái của anh mà. Vì tức là trong lòng anh, em rất quan trọng. Quan trọng chứ. Vậy anh chứng minh cho em đi. Giữa chúng ta hình như đã thiếu cái gì đó. Tức là không phải dạng tình yêu nam nữ. Em có hiểu không? Anh còn nhớ trước đây chúng ta rất thích chơi xích đu không? Nhưng mà hồi nhỏ hay bị người ta giành chơi nên em không có dịp chơi. Anh nhớ. Có lẽ lúc nhỏ chúng ta chơi quá nhiều. Nhưng bây giờ chúng ta đã lớn rồi, cho dù có hai người ở đây chúng ta cũng không chơi. Bởi vì có nhiều thứ, thời gian đã qua rồi, cách nhìn sẽ khác đi. Giống như anh và em. Chúng ta không thể làm bồ bịch của nhau, cũng có thể làm bạn mà. Mà còn là bạn thân. Vậy đi. Kevin, Ada, Su. Chào. Tiểu Thiền, sao hôm nay nghỉ làm sớm vậy? Phải đó, nóng lòng muốn coi hình của Liên mà. Đang coi kìa. Anh Thông đâu? Lại lỡ hẹn. Chị Thiền, chị qua đây. Nè chị coi tấm hình nè, chị và Đông Trùng Thảo rất là xứng đôi nha. Khi nào mới tới phiên anh chị đây? Được rồi, nhưng mà hết dịp rồi, chúng tôi đã chia tay. Hả? Tiểu Thiền, sao lại như vậy? Mình đến với ảnh cũng vì ảnh quan tâm mình thôi. Vậy không đủ rồi. Trời ơi, bộ bịch đâu chỉ riêng là quan tâm, phải có cảm giác. Tụi mình đâu có cảm giác đó. Nè, Đông Trùng Thảo và chị Liên nè. Phải à. Ủa, Phụng Liên, hai người chụp hồi nào vậy? À, mình nhớ rồi. Hôm đó thợ chụp hình thấy anh Thông lâu quá vẫn chưa tới, cho nên đã kêu Đông Trùng Thảo thay thế anh Thông chụp vài tấm. Có lẽ là ông quên bỏ ra đó. Để mình lấy ra cho. Xin lỗi nha. Không sao. Rửa tấm cát nha. Không sao. Dễ lao đi, nhanh lên. Không sao đâu. Cặp thú nhồi bông này có phải rất đáng yêu không?
Nếu ghé trên đầu xe xong rồi đưa chúng ta đến nhà thờ rất tuyệt vời đó. Đem nhà sư nói. Được. Trời ơi, thằng quỷ này nó treo méo xẹo vậy mà cũng được sao? Lấy ghế cho anh treo lại. Nè, khoan làm đã. Hả? Ngồi xuống nghỉ một lát đi. Ok, ok. Không phải em. Chắc là em nổi giận nên đã nhẫn tâm tạt rượu chát vào nó, có phải không? Quá nhẫn tâm. Anh Thơm à. Chúng ta gác chuyện đám cưới lại đi. Hả? Có chuyện gì? Em lo ba em mà. Có lẽ là em đã quen sống một mình rồi. Ở một mình quen rồi, em sợ có thêm một người ở nhà thì sẽ khiến em không sắp xếp được lối sống cũ, lại lộn xộn lung tung, em lo lắm. Anh có thể nuông chiều em mà. Không phải. Có lẽ em đã mắc bệnh hoảng sợ trước hôn nhân. Em sợ sống chung với anh rồi em sẽ không tìm được niềm vui. Sếp Lâm hẹn chúng ta ra uống nước, tại sao lại không hẹn ở Lương Sơn Bạc hả? Có lẽ bằng chuyện đám cưới muốn cho Phụng Liên sự bất ngờ cho nên không cho chị biết. Phải đó, sẽ bằng luôn chúng ta nên tặng quà gì? Ba chuyện đó không bàn cũng biết rồi, mỗi người một phần, đừng nghèo nàn quá là được rồi hả? Cha, con còn nợ tiền cọc chưa trả hết đó. Đáng đời lắm á, đã biểu đi hẹn hò đừng phung phí quá lì xì còn nhiều hơn nợ. Nè, sao không nói tiếng nào? Còn phải hỏi nữa. Cha anh đang lo ảnh và sếp Lâm rất là thân, liệu có bác ảnh tặng tivi màn hình 42 inch làm quà cưới hay không? Nếu như họ thích tôi sẽ mua liền. Có thật không? Không, không. Sao sọc quá vậy? Hả? Sếp Lâm. Sếp Lâm. Sếp Lâm, Đông Trường Thảo nói là tặng tivi màn hình phẳng làm quà cưới cho sếp đó. Nhưng chúng tôi đi cũng không ít đâu. Không cần đâu. Sếp Lâm, mà sếp thương chúng tôi hả? Nhà của chị Liên lớn không? Chúng tôi sẽ không tiền mua. Màn hình phẳng đương nhiên càng lớn càng tốt rồi. Để tiện mọi người để dành tiền, tôi quyết định dời ngày đám cưới lại. Nè, sếp nói đùa phải không? Tôi nói thật đó, tôi dời ngày cưới rồi. Là ý của Phụng Liên hả? Không phải, ý của tôi. Vậy thì tội nghiệp chị Liên quá, một người con gái đã định ngày cưới nhưng mà người con trai không chịu thì biết làm sao đây? Lỗi tại tôi tự phạt mình. Sếp Lâm à, có cần kêu Tiểu Thiện nói chuyện với Phụng Liên không? Thôi khỏi đi. Cảm ơn. Chuyện gì vậy? Tôi biết chuyện này không đơn giản. Đó là bạn, đừng có hỏi nhiều nữa. Cùng tôi ra ngoài uống tiếp đi. Đủ rồi, đừng có uống nữa. Được mà, vui thôi mà. Tính tiền rồi, có tới disco chơi không? Đi, dĩ nhiên là đi. Nè, đi, đi, lẹ lên đi. Đi. Anh Thông, đừng đi mà. Nè, trời ơi, cậu say quá rồi, cẩn thận. Ơi, phòng này nghe. Có lạc hút hả? Ghê. Tình hình bây giờ như vậy, không đi với cậu ấy sao được. Tôi có hẹn với bạn, chú đi với anh đi. Hẹn cô Thiện phải không? Được rồi, không phiền cậu ha. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Sếp Lâm nói mình có bệnh hoảng sợ trước hôn nhân, nhưng tôi nhìn là biết ảnh bao che cô nên mới nói như vậy. Đúng vậy. Người không muốn đám cưới là tôi. Nhưng tôi đâu cần Thông nói giúp tôi. Thật ra tôi biết trước giờ trong lòng cô không hề muốn lấy sếp Lâm. Người có lỗi với cô là tôi phải không? Cô trả thù tôi thế nào cũng được. Tại sao cô phải lôi ảnh vào cuộc chứ? Anh có tư cách gì nói với tôi? Chẳng phải anh cũng đối xử với Tiểu Thiện như vậy sao? Nè, Tiểu Thiện và sếp Lâm tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Tuyệt đối như nhau. Cả hai người đều do một tay anh gây ra, là người bị hại trong tình cảm. Cả bản thân mình anh không dám đối mặt, anh còn nói cái gì? Tại sao lại chia tay với Tiểu Thiện? Bởi vì trong lòng anh còn có tôi. Điên quá, không có chuyện đó. Thực tế là anh không thể chấp nhận. Anh đã yêu người trong lòng, anh cho là dâm phụ thiên cổ. Không phải. Anh sợ người khác biết anh và anh Thông đều yêu tôi phải không? Nào là tình anh em, tình đạo nghĩa mà anh nói đều là dớ dẫn. Đúng rồi. Được, tôi có thể không nói. Nhưng trong lòng anh không nghĩ đến tôi được sao? Đủ rồi. Tôi cảm thấy chưa đủ. Alo, anh Thông đã vào bệnh viện. Anh Thông sao rồi? Chà, tại sao lại bất cẩn như vậy? Bác sĩ đang khám cho ảnh mà. Hồi nãy cùng cậu ấy đến disco, đã uống say rồi còn kéo tôi đến chỗ khác uống tiếp, mà trong lúc níu kéo rồi đụng trúng đầu á, bởi vì mới xảy ra chuyện. Ảnh không uống nổi, đừng khích ảnh uống. Nè, ảnh giờ chị không có chuyện cho nên tôi mới uống với ảnh. Sếp Lâm đâu có dặn là kêu chị tới. Tôi sợ lát nữa hai người sẽ ngại lắm đó. Nè nè nè, nếu là sếp Lâm quỷ đám cưới thì làm sao lại buồn đến như vậy chứ? Nè Đông Trùng Thảo à, anh nghĩ có cần giúp họ làm lành hay không? Chuyện này phức tạp lắm.
phức tạp thế nào, cậu nói ra nghe đi. Anh Thông. Sếp Lâm, để tôi làm thủ tục giùm anh. Cảm ơn. Không có gì. Bác sĩ khám rồi, chẳng lý phải mai mấy mũi, nhưng mà cô y tá rất khéo, tay băng vết thương lại nên khỏi mai, nhưng mà phải ở lại vài giờ để theo dõi. Không sao thì tốt rồi, chúng tôi về nhà, có gì gọi chúng tôi nghe. Bye bye. Ủa, hai người hẹn nhau cùng tới đây à? Gặp nhà ở ngoài thôi. Cô báo với tôi. Cảm ơn. Rót ly nước cho anh uống thuốc nghe. Tôi thật là quá đáng, thật là quá đáng. Chuyện gì vậy anh Thông? Tôi đã không tin người bạn như anh. Vừa rồi ở bệnh viện, thấy tinh thần của anh và Phụng Liên, tôi đã nghĩ là hai người còn chưa dứt tình. Thật là quá đáng mà. Tại sao tôi lại không tin? Tại sao tôi lại không tin bạn của tôi chứ? Thật ra bạn bè chủ yếu là phải tin tưởng. Giống như lần trước ở kho hàng, anh cầm súng chĩa vào đầu dịch quân, anh đòi giết hắn, có phải vậy không? Nhưng anh từng thề là không làm trái đạo nghĩa nên tôi đã tin anh. Lần này cũng như vậy, tôi thật lòng chúc anh và Phụng Liên hạnh phúc. Cảm ơn anh đã tin tôi, người anh em. Cảm ơn. Vậy tôi rót ly nước cho anh uống, rồi uống thuốc giảm đau đi ngủ nghe. Được. Anh không nên tin tưởng tôi. Nè, TC và Đông Trùng Thảo chưa tới, gọi cho họ đi. Đừng nói tôi không nói với sếp. Người sức môi kỹ chén mẻ. Đừng nhắc chuyện đám cưới với sếp Lâm nữa. Thôi. Vấn đề giữa nam và nữ thật là phức tạp. Thì quay, có phải mọi người đang nói về tôi không? TC, hỏi thật nha, cậu làm việc có nổi không? Tôi đã khuyên anh rồi, nhưng anh quyết đi làm tôi biết làm sao. Có phải không làm gì hết, ngồi thừ ra đó đợi dịch quân ăn hết bầu ngựa trên thế giới mới bắt vào tù không? Tới đông đủ rồi, vào họp đi. Dạ. Dạ. Sau khi disco của dịch quân bị phóng hỏa, hắn ra vào cũng rất cẩn thận. Bên cạnh hắn ít nhất có 4-5 người bảo vệ, cho nên muốn tiếp cận hắn cũng rất khó khăn. Vậy chứng tỏ dịch quân sợ có người muốn giết hắn. Phiên gia không chịu khai nguồn gốc của số vũ khí, ai là kẻ chủ mưu? Đừng quên Liên Mậu Lâm là người gốc Đài Loan, lâu nay vẫn buôn bán vũ khí, cho nên rất có thể dịch quân đã mua hàng của hắn. Loại vũ khí hạng nặng này chỉ sử dụng ở Tam Giác Vàng thôi, rất hợp lý. Có lẽ số vũ khí này là cấp trai muốn lấy. Cái dùng để trao đổi là thuốc lắc. Thật ra cấp trai hay Liên Mậu Lâm muốn giết dịch quân. Mọi người nghĩ coi, Tống Ba và Liên Mậu Lâm là bạn thân, không nể mặt cũng phải nể mũi, cho nên Liên Mậu Lâm sẽ không tuyệt tình đến vậy. Hai ngày trước Liên Mậu Lâm đã trở về Đài Loan, cho nên tôi nghĩ kẻ muốn lấy mạng dịch quân là cáp chai. Tôi nghĩ hắn muốn buộc dịch quân giao số vũ khí ra nên mới hăm dọa hắn. Disco bị cháy mà không có ai bị thương, nếu muốn giết dịch quân thả hai trái lựu đạn cũng đủ. Ý kiến hay. Bây giờ dịch quân rất nóng lòng, bằng mọi giá cũng phải tìm người hợp tác khác. Về mặt này thì Tống Ba quen biết rộng rãi, cho nên tôi nghĩ dịch quân sẽ bắt tay vào mặt này. Cậu rất rành về chuyện của Tống Ba. Cậu và tiểu sư muội tra lại tài liệu của Tống Ba có phát hiện được gì không? Yes sir. Tôi theo dịch quân. Mới đó có manh mối gì không? Coi tài liệu này cứ tưởng Tống Ba là trưởng phòng thể dục thể thao. Năm 1985, Tống Ba đã tổ chức đội bóng rổ thiếu niên Hoàng Đại Tiên. Năm 1987 thì tổ chức giải bóng đá thanh niên Hạ Lệnh Doanh. Năm 1987, Tống Ba còn làm đội trưởng đội bóng đá thanh niên Từ Vân Sơn. Thật tình nói ra cũng không có ai tin ổng tài quá nhỉ. Lúc theo Tống Ba đâu có nghe ổng thích đá banh đâu. Tìm tôi à? Đâu có. Có làm phiền anh không? Không. Tiếp tục đi.
Tôi tưởng anh không có ở đây chứ. Tìm tôi có chuyện à? Vậy hôm nay là sinh nhật tiểu sư muội, mọi người tính Hùng Tiền đãi cậu ăn cơm. Anh Hùng nhiều đó nghe. Ok ok. Đó, mọi người không cần phải Hùng, một mình tôi bao hết. Hay quá. Nè, muốn ăn cơm mau làm xong mọi việc hết đi mới được ăn cơm. Nè, bị xúc dây dày rồi kìa, tôi đi toilet. Được được được, mau lên nha. Rồi. Tiểu sư muội, mua giùm tôi một phần bánh sandwich đi. À, được. Cảm ơn. Thì ra mười mấy năm trước họ đã quen nhau. Tiểu sư muội, sắp tan sở rồi còn ăn sandwich hả? Tại Đông Trung Thảo muốn ăn đó. Này này này, cảm ơn đi. À, không có gì. Có ai thấy sếp Lâm không? À, lúc nãy cậu nói là sếp Lâm sẽ mừng sinh nhật cho cậu. À, mới về dứt lời thì đã biến mất không biết đi đâu nữa. À, lúc nãy máy nhắn của sếp Lâm đã reo, coi tin nhắn xong bỏ ra ngoài rồi. Ừ. Cảm ơn. À phải, Đông Trung Thảo, sếp Lâm bỏ quên máy nhắn ở đây, cứ reo hoài, không biết có phải có manh mối gì không? Anh Lâm, người này điên rồi. Tôi đến mình bị thương, rồi nó tôi đến cảnh sát, rút súng ra muốn bắn tôi đó. Lần này coi như anh may mắn. Hồi nãy ở bệnh viện thấy tinh thần của anh và Phụng Liên, tôi đã nghĩ là hai người chưa dứt tình cũ. Thật quá đáng, tại sao tôi lại không tin anh em của mình chứ? Tống bà đâu? Anh nói là đau bụng, vô toilet rồi. Giờ đó nãy giờ có gì cũng đi sạch rồi. Lại đau bụng mà. Tống bà, ra đây. Đừng mà. Tống bà. Đã đau bụng rồi còn là phiền cả cửa. Thôi đi, đừng mà. Anh ba đâu? Xe kiểu gì vậy? Ông không nên gọi tôi ra. Cậu giải quyết Dịch Quân, tôi sẽ không gọi cậu nữa. Dịch Quân không phải là người gỗ đâu, đâu có đứng yên mặt trong mổ xẻ nữa. Hơn nữa, Đông Trường Thảo bắt đầu điều tra tôi. Đâu phải mình cậu gặp nguy hiểm, tôi bị Dịch Quân theo dõi suốt 24 tiếng, sẽ giết tôi bất cứ lúc nào. Với lại... Đủ rồi, tôi chỉ muốn làm lại một người tốt, sao ông không buông tha cho tôi? Cậu bắt được phiên gia, phá được vụ mua bán vũ khí, sau đó còn được phục chức, ai giúp cho cậu chứ? Thật ra tôi không còn con đường nào khác để chọn. Cậu là hy vọng duy nhất của tôi. Cây súng này không phải để đối phó người nhà, mà đối phó kẻ thù chung chính là Dịch Quân kìa. Đông Trường Thảo, chạy.
xuống xe đi. Có phải anh điên rồi không? Anh có biết mình đang làm gì không? Anh theo dõi tôi. Tôi coi anh là anh em. Anh coi tôi là vô cô muốn hại chết tôi. Lúc này tôi vẫn mong mình đoán sai, nhưng sự thật đã ở trước mắt. Vừa rồi lái xe bỏ đi nhất định là tốt ba. Trước giờ anh làm việc cho ổng. Người đó là vệ tinh của tôi. Anh làm vệ tinh tôi bỏ đi không tìm được manh mối, tôi còn chưa tính với anh nữa. Anh tưởng đang đóng phim nữa. Ai là lính ai là giặc, giặc tức là lính, mà lính tức là giặc. Mà vui lắm sao? Năm 1987, anh tham gia vào đội bóng đá Từ Dân Sơn. Tống Ba là ban tổ chức. Lúc bây giờ anh đã quen Tống Ba. Ông đã sắp xếp anh vào đội cảnh sát làm tay trong. Năm 1993, Tống Ba mua chứng khoán Tứ Châu. Trước giờ anh vẫn mua bán cổ phiếu. Thực tế là Tống Ba đưa tiền cho anh rửa. Anh bắt đầu kể chuyện ngày xưa, làm tôi cũng có hứng thú muốn nghe tiếp được. Năm 1996, Tống Ba đầu tư vào Phỉ Thúy Hào Đình, thì anh âm thầm thu mua. Thực chất anh muốn hưởng cái lợi ở trong đó. Tôi không chỉ nhận hối lộ, Tống Ba còn cho tôi rất nhiều tài liệu để tôi phá những vụ án lớn, khiến tôi có thể lên như diều gặp gió, thăng chức còn nhanh hơn ngồi trực thăng. Còn tôi thì giúp ổng tránh khỏi tay mắt của cảnh sát để ổng tiếp tục nhẫn nhơ vào dòng pháp luật. Câu chuyện của anh hấp dẫn vô cùng, nghe không biết chán mà còn quẩn khúc ly kỳ. Tôi có thể gửi cho công ty điện ảnh để họ dựng thành phim được. Tống Ba muốn đối phó Dịch Quân là sự thật, và hôm đó anh định nổ súng bắn Dịch Quân cũng là thật. Máy nhắn này chính là cách để liên lạc với Tống Ba. Tại sao anh lại gạt tôi? Mỗi lần tôi mua cổ phiếu, mua nhà, tôi cũng có đóng thuế đàng hoàng. Còn máy nhắn này, trong đó có tin gì là chứng cứ phạm tội? Những gì vừa rồi anh nói đều do anh suy đoán, thực tế không có bằng chứng xác thực. Được. Nếu như anh trong sạch thì bây giờ anh theo tôi về gặp sếp Quỳnh giải thích rõ ràng với sếp. Tôi đã chấp nhận điều tra nội bộ một lần. Nếu anh còn bẻ rẽ thêm nhiều trò, hồ sơ của tôi bị lem luốc hết, còn dịp đâu mà thăng chức. Tôi mất tương lai thì không ai dành Phụng Liên với anh. Người vui mừng là anh đó. Tôi không hề nghĩ vậy. Tối qua anh và Phụng Liên đến bệnh viện thăm tôi. Thật ra anh không có đến disco. Hai người đã ở bên nhau. Lâu nay hai người đều có quan hệ. Cổ không đám cưới với tôi cũng vì anh. Anh luôn miệng nói cổ là Phan Kim Liên, anh không yêu cổ. Nhưng khi thấy chúng tôi gặp với nhau thì anh không bỏ được. Thật ra đó là hai chuyện. Để giành lại Phụng Liên bất chấp thủ đoạn, thì không có anh em ghẹo vợ bạn danh. Tôi sẽ nhớ kỹ cú đấm này. Nào là Lâm Xuân, nào là Võ Tòng đều là giả dối. Là anh nổi điên bị đặt ra thôi. Sau này không cùng anh chơi trò ngu đần nữa. Anh không phải Lâm Xuân đại ca. Lâm Xuân đại ca tuyệt đối không phải là Ngụy Quân Tử vong ân bội nghĩa. Mình qua bãi lấy đi á. Ừ. Được. Ada, đem sổ sách tới đây cho chị coi. Dạ. Anh Thông. Phụng Liên. Sao lại uống say vậy? Tại sao anh cũng uống say hết vậy? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Ada, mau lấy khăn nóng cho anh đi. Dạ. Khai về, pha ly trà sâm. Anh không cần khăn nóng của Ada. Em cho anh 10 phút. 10 phút thôi. 10 phút thôi được không vậy? 10 phút thôi. Anh Thông à. Có được không? 10 phút thôi mà. Anh Thông à, để em đón taxi cho anh về nha. Anh Thông. Anh phải cùng em đi mua bàn ghế, mua rèm, cửa sổ. Chúng ta phải cùng vui vẻ đi lo chuyện đám cưới. Vì vậy em mới không bực bội trước ngày cưới. Xin lỗi tại anh hết. Anh Thông mà. Chúng ta đừng để những người không đâu, những chuyện không đâu làm phiền chúng ta. Hay là chúng ta gác lại hết mọi thứ, qua Tân Tây Lan chơi một tháng đi. Ok. Em không thích Tân Tây Lan, có thể đến chỗ khác cũng được mà. Tới đâu cũng được, em nói đi. Nói đi, tại sao em không lên tiếng? Anh có hiểu không? Có những chuyện nói rõ quá sẽ không có lợi gì cho chúng ta cả. Không lên tiếng thì có lẽ là đáp án tốt nhất. Em phải biết là anh rất thật lòng. Em cũng yêu anh mà. Có lúc anh cảm thấy đã nắm trong tay rồi, nhưng thực chất đã không thuộc về anh từ lâu. Anh nên cảm nhận được chứ. Tại có điều anh không thừa nhận thôi. Buông tay sớm sẽ có lợi cho chúng ta. Vì Đông Trùng Thảo mà em rời xa anh. Nhất định là anh. Nhất định là anh phá hoại tình cảm của chúng ta. Trời ơi anh Thông, anh đừng như vậy mà. Tất cả cũng là lỗi tại em. Em có lỗi với anh. Anh đừng có như vậy nữa. Chính em đã làm mọi chuyện rối tung lên. Em còn báo che cho anh nữa. Đông Trùng Thảo. Anh được cướp Phụng Liên. Đông Trùng Thảo anh mới không có đạo nghĩa. Anh mới là Ngụy Quân Tử. Phụng Liên, em không thể rời xa anh. Phụng Liên. Còn tài liệu hấp dẫn nữa nè.
mười mấy năm trước anh tham gia vào đội bóng đá do Tống Ba tổ chức. Ông đã sắp xếp cho anh vào làm cảnh sát. Ông còn đưa tin cho anh để anh phá vụ án lớn. Hơn nữa, ông còn lợi dụng việc mua cổ phiếu, mua nhà để cho anh rửa tiền. Sở cảnh sát có người của anh. Thật ra tôi không cần người nhanh. Anh tốn nhiều công sức điều tra tôi thật, anh muốn gì? Không phải tôi muốn gì, mà là anh muốn gì. Đông Trùng Thảo luôn theo dõi anh. Nếu anh và Tống Ba gặp mặt, hắn nhất định hại anh chết. Tại sao? Hắn muốn giành lại Phụng Liên, con bồ của anh. Cho nên kẻ muốn hại anh không phải tôi, mà là Đông Trùng Thảo, bạn thân của anh đó. Tôi không có người bạn này. Cho nên anh không thể để cho hắn leo lên đầu. Tống Ba già rồi, không còn sức lực. Giúp tôi đi, tôi bảo đảm anh trở thành cảnh sát nổi bật nhất đó. Muốn tôi tin anh. Sao? Anh đâu cần tin tôi, chỉ tin bản thân thôi. Có lúc thiên đàng hay địa ngục cũng phải coi mình có bản lĩnh chọn hay không. Hello. Sếp Lâm, có thể lấy được số tiền xài suốt đời, thiên đàng hay địa ngục, chỉ trong ý niệm thôi. Anh hai, Tống Ba đã về nhà rồi. Anh đã lường trước, ông sẽ tiếp tục giả điên. Tống Ba tưởng Lâm Tử Thông là kỵ binh của ông. Ai ngờ tên cảnh sát này đột nhiên chuyển hướng. Trò chơi này càng lúc càng cảm thấy thú vị đó. Sao cửa chưa đóng mà Liên đã nằm ở đó? Bộ không sợ ăn trộm vào nhà hả? Đứng lên đi, đứng lên đi. Nhìn coi Liên giống gì? Điện thoại không chịu nghe, lại không đến quán bar. Liên muốn sao đây? Mình sẽ không đám cưới với anh Thông. Mình không yêu anh thì làm sao đám cưới với anh được? Mình đám cưới với anh là muốn trả thù Đông Trùng Thảo thôi. Bây giờ còn làm liên lụy đến Thiện, làm ảnh chia tay với Thiện. Mình đã nói nhiều lần rồi, mình chia tay với ảnh không phải là tại Liên. Thực ra tụi mình không có cảm giác. Ảnh thật lòng yêu Liên đó. Phụng Liên à, nghe mình nói đi. Trong lòng mình, Liên rất cứng rắn, rất tự tin. Liên là tài nữ mà. Liên có thể làm lại dạng Phụng Liên tự tin như trước đây không? Bây giờ hãy đi làm đi, mình sẽ chọn đồ giùm Liên. Tối nay là tiết mục cuối của Nam Nữ Tuyệt Tình do Dạng Phụng Liên chủ trì. Lúc đầu khi tôi chủ trì tiết mục này, tôi luôn nghĩ mình rất hiểu quan hệ của nam nữ, quan niệm tình yêu phải như thế nào, hoặc là nam nữ nên hẹn hò như thế nào.
Thật ra hoàn toàn trái với sự tưởng tượng của tôi. Có lẽ tôi thật sự tin hai chữ duyên phận. Tôi nhớ có một cổ ngữ: tu trăm kiếp mới đi cùng thuyền, tu ngàn kiếp mới cùng chăn gối. Hai người yêu thương nhau, có phải là kiếp trước họ đã từng có chuyện khắc cốt ghi tâm, cho nên kiếp này mới có thể yêu nhau? Nhưng giả sử cuối cùng trở thành thù oán, thì đó có phải là mối nợ tình hay không? Đã biết là có duyên không phận, có phải là nên chia tay nhau không? Cứ dây dưa mãi thì chỉ làm mất những kỷ niệm đẹp của hai người thôi. Thật lòng tôi mong sự nuối tiếc đó không còn kéo dài nữa, vì tôi không còn đủ can đảm để mà gánh vác. Hành ngoài gác kê, bất cảm than xê, xin bất yêu hòa ngô, bất yên gọi bất yên gọi, kim ba ngô yêu đô bích chai đô bình, bình yên, mô lần đô gắn kê đô bình yên chất lê, mân sơn lần, gồng lê, ma yên chuyên miên lê, yên xê, một yêu quân phân hồng gà. Chọc đã công sân chân sinh duyên hợp mang nhật